Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Rồi, lâu quá mình không chia sẻ cho anh em về FI. Thì vài ngày tới mình phải dạy rồi. Thì đêm nay mình không có gì hơn chia sẻ lại cho anh em kiến thức trên dòng SAIA. IA thì Sai Novo như nhau nha các bạn. Nora, Glander hầu như nó đều tương tự như nhau. Bởi vì Honda thì nó cứ như nhau thì anh em hãy chia sẻ cho Tuấn nha. Rồi những cái file này đặc biệt để cho ngày mai công ty nó xong rồi đã rồi mình sẽ cập nhật những cái file mới và mình sẽ gửi máy cho anh em vào từ ngày mai nha. Hôm nay mình gửi không được, rất mong anh em thông cảm. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành và ủng hộ mình. Rồi, chúng ta hãy chia sẻ cho nhiều anh em không biết chúng ta vào để chúng ta học. Đặc biệt cái dòng xe Novo được mang ký hiệu 1DBO IC đấy ạ. Dòng này nó hay chết. Thì bộ dây điện xe này mình đã thay, mình đã bán cho người ta rồi. Còn bộ dây điện của người ta để lại thì mình đã chạy dây mà mình sẽ nối lại một con xe nó hoàn thiện. Và tiếp tục mình lại bắt đầu dạy anh em. Đấy, bộ dây điện xe này bữa bán cho anh em thợ rồi. Thì trừ cái bộ ba cảm biến anh này để bộ dây lại thì mình lại nối lại, mình lắp lên xe mình lại dạy anh em nhé. Rồi, xin chào cả nhà. Chia sẻ đông đông lên anh em ơi. Chúng ta chia sẻ đông 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 lên cho anh em vào xem luôn ạ. Rồi, cả nhà chia sẻ, anh em nào chưa biết thì hãy chia sẻ nha. Vẫn cảm ơn cả nhà nhiều. Kiến thức là vô bờ bến. Anh em nào biết rồi thì ôn lại. Anh em nào chưa biết thì chúng ta vui lòng. Chia sẻ. Còn máy xe tôn này thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Bản F lên bản R thì các bạn phải mất phí 3 triệu, đó là quy luật. Còn những cái bản thấp hơn thì các bạn lên bản F thì nó khá là cao. Thì tùy theo cái khả năng anh em tiền nong, tiền bạc gia đình nó như thế nào. Đó, nó cứ lay xoay. Thì hôm nay phần mềm bảo 2 giờ chưa cập nhật thì có thể là ngày mai. Để chúng ta không có gì phải lăn tăn, phải đắn đo cả. Cái mục tiêu chúng ta hãy làm để kiếm tiền. Chia sẻ anh em nhé. Chia sẻ đi nha. Rồi, tôi mong anh em chia sẻ mỗi người khoảng 5 7 nhóm chia sẻ tất cả những cái hội để cho anh em yếu vào. Và đầu tiên mình quay mặt lại mình chia sẻ cho anh em cái ổ khóa thông minh Smart Key của dòng xe Janus của Yamaha hoặc NVX. Nó tình trạng đơn giản như thế này thôi. Và có rất nhiều bạn và nhiều anh em vẫn gặp khó khăn về vấn đề trên ổ khóa Janus Smart Key. Cái vấn đề mà các bạn đã tắt FOB rồi, hoặc các bạn và anh em đã xa FOB rồi mà nút khóa vẫn mở được. Nó có rất nhiều điều kiện khi chúng ta làm nghề, nó rất nhiều ban bận xảy ra ở trạng thái khi bỏ FOB đi xa
khoảng hơn 2 mét tầm kiểm soát sóng. Thì lúc này chúng ta muốn xoay được cái ổ khóa thì có rất nhiều nguyên nhân. Một là bị chập SU, thì lúc này anh em phải mở ra kiểm tra. Thì hôm nay vẫn có các bạn vẫn gặp nhiều vấn đề, và hôm nay mệt nhưng khá là vui. Nguyên cái Smart Tool để cập nhật lên biên bản thì Tuấn phải nghe trên dưới 40 cuộc điện thoại, từ điện thoại cho tới SIM, cho tới Zalo, cho tới Facebook về vấn đề chỉ giải đáp về Smart Tool có được miễn phí hay là không. Rồi tiếp tục, rất nhiều anh em đang gặp khó khăn về ban bật, về phun xăng điện tử. Đó. Và hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em cái đầu tiên về cái ổ khóa này. Đây là cuộn từ. Cuộn từ này của những dòng xe A, N, Vít, giá nốt nó đều như nhau. Nó ở bên trên này, cuộn từ nó chụp vào cái ổ khóa. Thì trong cuộn từ này đơn giản không có gì khác ngoài cái chốt bằng sắt. Trong cái chốt bằng sắt thì đương nhiên người ta mang thợ tiện, người ta sẽ khoan một cái lỗ, phay một cái lỗ nhỏ để lắp đặt một cái lò xo rất nhỏ và rất mềm. Để làm gì? Để tạo sự nhún đẩy lên. Đấy, nhịp lên nhịp xuống, thì đương nhiên xuống và đồng thời nhịp đẩy lên. Ở trong này nó luôn luôn có một cái cốt vào cái lò xo để tì vào cái ổ khóa. Thì ổ khóa các bạn và anh em ai cũng biết rồi, nó đơn giản, cái ổ khóa nó có cái gờ như thế này đi, thì đương nhiên cái chốt này nó sẽ chọt vào để định vị, thì làm cho chúng ta không xoay được cái ổ khóa qua lại, đúng không? Thì lúc này cuộn từ nó có một cái nguồn điện âm vào dương, thì lúc này nó sẽ hút cái than từ đi lên như thế này, được chưa? Đấy, nó nằm ở trong này, nó chốt như thế này, thì đương nhiên nó sẽ hút cho than từ nó thụt lên. Trong vòng đúng khoảng 20 giây các bạn không di chuyển cái ổ khóa xoay ở trạng thái on hay là trạng thái mở yên, thì lúc này cái chốt nó sẽ đóng trả lại như vị trí ban đầu để khóa ổ khóa. Nhưng có vẻ là cái xe này đi khá là nhiều thợ, nhiều lúc anh em tò mò anh em rớt ra, đặc biệt các bạn vứt bỏ bớt cái chốt. Đấy, bỏ cái chốt. Thì đương nhiên đi thợ khác thì đương nhiên khách hàng chỉ biết là con xe này tại sao cũng luôn luôn xoay được núm. Luôn luôn xoay được núm. Ở trạng thái ổ khóa mất rồi vẫn xoay được núm. Đấy. Nhưng nhiều các bạn cảm thấy chưa bao giờ va đập với Smart Key thì các bạn không biết ở trong này nó có cái gì. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn dễ hiểu đơn giản như sau. Bởi vì các bạn thứ nhất là chưa chuyên sâu, cái thứ hai là các bạn ít tò mò. Khi các bạn mở ra thì các bạn luôn luôn phải đặt cho Đình Tuấn một cái dấu hỏi, dù chúng ta không biết bất kỳ một cái xe gì, phải luôn luôn đặt cho một cái dấu hỏi, đúng không ạ? Hoặc sẽ là phải phân vân 50%. Chúng ta phải tỉ mỉ, chúng ta có thể lấy đèn pin hoặc bất kỳ một cái đồng hồ, một cái điện thoại, hoặc là chúng ta bật một cái ba lát lên để chúng ta dọi vào cái ổ khóa xem nó có cái lỗ không. Hoặc anh em nghi ngờ cái ổ khóa nó có một cái lỗ, đương nhiên nó phải có cái lỗ để cái chốt này vào, thì anh em phải thọc cái tô vít. Anh em thọc cái tô vít ba ke vào và anh em phải xoay cái núm khóa xem nó xoay được không. Không xoay được thì anh em phải luôn luôn đặt cho mình một cái dấu hỏi, cái này nó có cái lỗ, thì đương nhiên nó phải có một cái chốt để chốt nó lại, núm khóa không xoay được nữa. Và đặc biệt các bạn phải tò mò, các bạn phải hiểu đây nó là một cái cuộn dây, một cuộn dây đồng thôi, không có nhiều ở trong này cả. Thì kế tiếp anh em phải hiểu rằng ở đây chắc chắn nó phải có cái gì, nhưng chúng ta không biết được cái đó là cái gì. Phải có cái chốt để nó khóa lại. Cuộn từ thì ai cũng biết rồi, cuộn từ thì không bao giờ phân biệt âm dương, cứ miễn sao chiều này là dương thì bên kia phải có âm. Trên cuộc sống này cái gì thì cái phải cần có âm dương thì một thiết bị đấy mới hoạt động được, được chưa? Thì hôm nay tôi gặp vấn đề đấy, thì ngày mai tôi sẽ mở con xe tôi ra, tôi sẽ lấy thước kẹp,
tôi sẽ đo cho anh em cái chốt đấy độ dài bao nhiêu, được chưa? Rồi, và cái đầu tròn của nó là bao nhiêu ly, độ dài bao nhiêu ly, và cái lỗ sâu ở trong này móc bao nhiêu để chúng ta độ một cái lò xo tạo cái lực nhún nhảy đẩy ngược cái chốt từ vào trong này lại để đẩy nó xuống lại. Đó, thế thôi. Rồi, ngày mai sẽ tặng cho người anh em này. Đó là một cái điều mà chúng ta cần làm nghề đơn giản thế này, có thể các bạn hẳn tới 3 ngày cũng có. Tôi dám cam đoan với các bạn luôn. Có thể là nhiều lúc các bạn và anh em ở khu vực đấy không ai xử lý được phun xăng điện tử hoặc là sờ bất kỳ, thì tôi luôn luôn chia sẻ câu chuyện của tôi cho tất cả anh em được biết. Anh em cứ đặt cái vấn đề ai ai cũng như tôi. Tôi chưa bao giờ bước cái chân của tôi tới bất kỳ một trường đào tạo nào phun xăng điện tử ở cái Việt Nam này. Có bóng điện ở đây luôn. Chưa bao giờ tôi bước đôi chân này tới bất kỳ một trung tâm đào tạo phun xăng điện tử nào hay là cái hệ thống khóa thông minh smart key nào. Nhưng hôm nay tôi rất may mắn đứng ở cái cuộc live stream này và được rất nhiều anh em biết đến và tham gia khóa học của tôi. Tôi cảm ơn tất cả anh em điều đấy, thì anh em hãy chịu khó học và tò mò tỉ mỉ. Đó là một điều đấy rất quan trọng. Tôi chưa bao giờ tới cái trường lớp nào, kể cả cái máy này phân tích cái thời đó hoặc là những cái này, những cái sờ mất kia, nhưng tôi luôn luôn được khám phá nó ra. Tôi bỏ ăn để tôi khám phá cái FI này, thì anh em phải biết rồi. Thì có thể là nguyên cái cuộn từ này ở trong này có một cái chốt và một cái lò xo tạo cái lực đẩy nhún nhả nhấp nhô. Nhưng các bạn, nhiều lúc các bạn phải để hẳn tới 2 đến 3 ngày. Thì tôi đã chia sẻ với các bạn và anh em rồi, hãy cố gắng làm nhanh để mang lại cái doanh thu ở trong cái cửa hàng. Và đặc biệt tóm gọn ở khu vực đấy. Các bạn làm thành công khi một con khóa mang vào hoặc bất kỳ một cái ban bận nào. Các bạn làm thành công là các bạn lượm lúa. Đó, thì các bạn phải làm điều đấy. Hãy chịu khó tò mò, luôn luôn phải đặt một câu hỏi, thì anh em sẽ thành công. Đấy, nó rất đơn giản. Rồi ngày mai tôi chở, ngày mai tôi sẽ làm cho anh em cái chốt và hy vọng rằng anh em lượm được 500-700, 1 triệu. Khỏi cần trả ơn tôi cái gì, khỏi cần phải nạp cạc. Với tôi đừng bao giờ gọi là nạp cho tôi cái cạc 50 hay 100 với tôi. Đừng bao giờ trả ơn như vậy. Chịu khó kiếm tiền thì có thể tham gia khóa học online của tôi, hoặc sau này có thể mua cái đồng hồ, mua cái áp bơm hoặc cục mô minh sườn. Với tôi là như vậy. Chứ không cần tôi phải bỏ ra thời gian 30 phút. Tôi mở cuộn từ ra, tôi lấy cái thước kẹp, tôi đo bao nhiêu, móc bao nhiêu, tiện bao nhiêu, trả tôi cái cạc 200. Tôi không cần điều đấy. Tôi cần cái điều là các bạn hãy chịu khó làm để các bạn thành công trong cuộc sống này. Rồi tiếp tục, hôm nay có một đoạn clip có một anh trai chia sẻ và gọi điện thoại tôi nói về cái phun xăng điện tử này để dạy trực tuyến. Tôi là người Việt Nam đầu tiên để tôi dạy trực tuyến cái mùa Covid này luôn. Tôi dám khẳng định điều đấy. Nhưng hiện tại có rất nhiều người đang phá giá dạy các bạn với một giá 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Các bạn từ 1 triệu các bạn học được phun xăng điện tử, nó chỉ là hư vô. Tí nữa tôi sẽ dạy cho anh em như thế này, thì anh em sẽ biết ngay với phun xăng điện tử bên tôi dạy nó như thế nào và anh em được học như thế nào. Thì tối nay tôi sẽ demo cho các bạn và anh em nhiệt tình trên con Novo 5. Đó là một con Novo nó tầm thường thôi. Đấy, để cho nhiều anh em nào chưa biết thì anh em xem clip này chia sẻ đủ 100 người chơi. Thì tí nữa tôi sẽ làm hết khả năng trên con Novo SX Easy trong một cái nhóm học tôi dạy online. Thì phải đủ 100 người. Không có thì chúng ta chỉ giao lưu và tôi chia sẻ nhẹ về con Novo. Để xem các bạn và những anh em nào đang chuẩn bị tò mò muốn tham gia khóa học online của tôi thì tôi dạy như thế nào. Đó, cho anh em khoái cảm. Còn với giác độ ấy, để mà dạy online 1 triệu nhận một người, chỉ chẳng qua đăng lên nhiều anh em thấy rẻ 1 triệu anh em tham gia khóa học. Nhưng để anh em học được, nếu cái dàn xe này 1 triệu, tôi đưa cái đầu xuống đất 1 triệu, người ta dạy cho một cái giá 1 triệu. May lắm các bạn chỉ được phân tích sơ đồ mặt điện, mới chỉ những cái vấn đề lông côm thôi. Tí nữa tôi sẽ demo cho anh em con Novo này, anh em thấy tôi dạy như thế nào.
tôi dư khả năng phá giá với 500.000 hoặc là 1 triệu khóa học. Tôi dư khả năng có thể bán một cái đồng hồ, tôi tặng cho anh em một khóa học. Đấy. Nhưng cái quan trọng tôi tặng cho các bạn khóa học, bởi vì nó rẻ quá thì cái không biết cái công suất để tôi dạy cho các bạn nó có tới hay không. Đấy. Còn cái phu sang điện tử này thì nó vô vàn là bận. Dám đảm bảo với anh em một điều đấy. Học được người nào dạy nhiệt tình thì về nhà còn kiếm cơm được. Cái thứ hai là phải có xe để thực hành, còn có cảm giác để thăng hoa. Còn lý thuyết sơ đồ để dạy các bạn online 1 triệu, quay cam lại chỉ nó hoạt động như thế này, ổ khóa sau một khi hoạt động này, tôi dư khả năng làm tốt hơn điều đấy, và có thể là tôi nói còn chuẩn hơn, hay hơn đấy. Ok, nhiều người người ta bảo tôi nên chọn cái nghề làm MC đám cưới, chịu khó tập thêm một chút xíu nữa, nói cho hay tí nữa, đi làm MC đám cưới trong vòng khoảng 2-3 tiếng để có 300 ngàn trong một show. Nhưng tôi không gặp may mắn được điều đấy. Có thể hẹn kiếp sau nếu tôi vẫn là con người. Được chưa? Đó. Thì bây giờ các bạn cứ nghĩ rằng một người nổi tiếng dạy khóa học online 1 triệu. Xin chào Minh Mẫn. Các bạn đòi hết của người đấy 1 triệu thì thật sự thì người đấy sẽ không bao giờ để các bạn 1 triệu được. Thì nhiều lúc các bạn cứ thấy 1 triệu rẻ, các bạn ở cái xôn xao đóng học vào 10 người có 10 triệu, 100 người thì có 100 người, 100 triệu. Đúng không? Thì chưa chắc các bạn đã được học được hết như vậy. Thì các bạn cứ thử xem. Tí nữa tôi sẽ làm khoảng 95% trong một cái nhóm học online để tôi like trực tiếp ở trong fanpage trên con Novo này. Hay chết IC cực kỳ. Thì anh em chia sẻ đi, đủ 100 người thì anh em biết rồi. Thì bây giờ nhiều lúc tôi dạy anh em ấy thì nó không phải trực tiếp ở đây, nó cũng có cái khó. Thì tôi dạy online tôi phải chấp nhận, bởi vì nhiều anh em chậm, nhiều anh em không có điều kiện đầu tư xe, nhiều anh em lâu lâu mới va chạm phu sang điện tử gọi tôi, thì tôi tất nhiên tôi phải giúp. Đó là cái quy luật. Bởi vì các bạn yếu, các bạn khó, các bạn mới gọi tôi. Thì tôi có thể cố gắng nhất khả năng để tôi giúp. Nhưng anh em biết, khi mà được nhiều anh em yêu mến thì điện thoại tôi một ngày càng dày hơn. Tôi thì không chơi YouTube nhiều, tôi like YouTube thì có cái ăn gì trong cái lập ra một cái YouTube để gọi là cái gì nhỉ? Cái YouTube đấy tôi không nhớ cái cân đấy là gì. Tổng hợp chia sẻ gì đấy, thì anh lấy những clip tôi, anh ấy đăng lên, thì vô tình có rất nhiều anh em cũng biết tới tôi cảm ơn những người anh em đấy. Và có rất nhiều anh em luôn luôn gọi điện thoại tôi để hỏi thăm những cái ban. Thật sự để các bạn mà biết sơ qua về FI thì tôi hỗ trợ còn biết. Nhiều anh em không biết cái gì thì thật sự phải thông cảm cho tôi. Tôi nói hoài, tôi trả lời hoài mà các bạn không làm được, chứ không phải là tôi không chỉ được đâu. Tôi chỉ hay lắm đấy, nhưng thật sự đôi khi các bạn không nắm vững được thì nó hơi là khó. Khó cho các bạn và khó cho tôi. Đấy. Ngoài trời lại đang đổ mưa. Cái dạo này nói nhiều cái họng nó hơi bị rát, lại tiếp tục phải uống thuốc. Nói nhiều cái họng này nó bị vỡ. 30 người nữa tôi sẽ chia sẻ cái con xe Novo. Các bạn và anh em xem cái khóa học online của tôi nó có trị giá không. Và đặc biệt nhiều anh em mua máy đấy, 5 anh em mua 5 con smartphone cũ, tôi bán lỗ hơn 1 triệu một con đấy. Tôi luôn tặng cho 5 anh đấy 5 bộ tài liệu khóa học ngày 28 tháng 10, căn vào xem mình tuấn dạy nó như thế nào. Đấy. À Quyết Nguyễn, à anh nhận được con IC rồi, chưa lời cảm ơn. Nó bị gì mà nó bung ra hết. Đúng không? Con IC của em hình như nó hơi bị bung chóc. Chắc là nó bị nổ đúng không? Rồi anh nhận được mấy chó côn với cục IC của K66. Nó bị nổ. Rồi cảm ơn người anh em. Thì chưa bỏ vào xe test được, à ngày mai bỏ lên mô hình thử xem sao.
Các bạn tháo ra lắp cái van lại, cái van ISC, cái van Galanti, lắp cho nó chuẩn vào. 20 người nữa thôi, 19 người nữa thôi. Các bạn và anh em chia sẻ đủ 100 người, mình sẽ demo cho cả nhà. Đây, nhớ ạ. Mình sẽ làm hết hài lòng anh em. Một con xe này nó phải đạt ngang ngửa với online trực tuyến là khoảng 95%. Anh em thử xem mình dạy online anh em có dễ hiểu không. Và các bạn và anh em đừng tiếc gì chân lật nhau 1 triệu với 3 triệu, 1 triệu rưỡi với 3 triệu thì đương nhiên phải đắn đo, phải cộng trừ. Nhưng 3 triệu được cái gì, 1 triệu được cái gì? Anh ơi, có con Suzuki GSX 150 muốn mở tour, em gửi anh làm được không? Thua anh em ơi, mình cái đấy chưa đụng tới. Phải xem lại phần mềm đã anh em ơi. Rồi bây giờ xin phép nhiều anh em, nếu anh em học online này anh em thấy có nét không? Sáng không? Nó ngang ngửa với ban ngoài, đúng không ạ? Nó khác gì ban ngày đâu. Nét không ạ? Nét cho cái ok đi. Để bắt đầu người diễn. Anh Đức Nguyễn, tí mình kiểm tra mình có file không đã anh em ơi nha. Cái xe đấy ở đây ít làm, còn cái file ở trong laptop, đúng không ạ? Mình không nhớ. Rồi, nét không nào? Ok. Đấy. Và tất cả anh em mua máy thì mình đã bảo rồi, mình hỗ trợ cho anh em nhiệt tình. Anh em có bao nhiêu tiền, chứ mình không ép. Mình đang không gạ anh em cố gắng đi vay thêm để mua những con máy đắt tiền, đúng không ạ? Anh em có 9 triệu, mình không bảo ép anh em phải đi vay thêm 10 triệu nữa. Có 9 triệu, dùng 9 triệu, được chưa? Dùng rồi từ từ nó lại đẻ ra và tự nó nuôi sống nó và tự nó nâng cấp lên nếu chúng ta có nhà hứng. Bởi vì trong tay chúng ta chỉ có 10 triệu đổ lại. Thì hãy mua nó về nhà để dùng nó kiếm tiền để nuôi nó và nâng cấp nó lên một con mạnh hơn. Ok? Còn 10 triệu còn lại coi như chúng ta cứ cố gắng là như thế sẽ thành công. Đừng phải đi vay, đi mượn để phải gánh nặng trên đôi vai. Đúng không? Đó. Còn tiền nhiều thì chúng ta chơi thôi. 16 người nữa được không ạ? Thì cái fanpage này mình mới lập được vài tháng nay thì số lượng anh em khoảng hơn 100, hơn 1.000 ca. Thì anh em hãy chịu khó chia sẻ, cố gắng nhấn ở trong cái trang fanpage, nhấn trang yêu thích theo dõi để có nhiều clip hay mang lại cho anh em thợ. Cảm ơn cả nhà, 14 người nữa thôi ạ. Cả nhà chia sẻ cho nó đủ nhá. Mình sẽ đo cho anh em và kiểm tra tất cả bộ ba cảm biến và hệ thống sạc để tránh tình trạng con IC 1DBO bị chết. Rồi 15 người nữa thôi, 100 người khó khăn thế anh em nhỉ. Rồi con này zin đét nha các bạn, 1DBO nha. Đó, sáng không? Đấy, sáng trưng đúng không ạ? Đồng hồ bên này. Đó, khác gì. Xe này thì đó cũ quá rồi, nhưng nhiều anh em phải cần hiểu được nó để tránh tình trạng chúng ta chập chờn và đồng thời để chết. Rồi chia sẻ thật lực đi. Còn 11 người nữa thôi ạ. Đó. 11 người nữa thôi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nó phải ngang ngửa với nhóm học online. Bụi.
Rồi R-2 đèn y sáng luôn. Được chưa? Rồi, con này hiện tại đang mất full. Được chưa? Rồi, xin chào Long Nguyên nhá. Xin chào người anh em. Đó. R-1, R-2. 1, 2 chẳng quan trọng. Miễn sao bây giờ nó sẽ mất full. Và để xem nào. Rồi. Chia sẻ lên còn 13 người nữa thôi. Mỗi người chia khoảng 5-7 nhóm nữa là chúng ta vào học. Có cái gì đâu. Đúng không? Xin chào anh Trần Hội. Cái này em đang mô phỏng. Nó tương tự với nhóm học online thì các bạn xem nó có dễ không. Chia sẻ đủ 100 người nhá. Ok, Phạm Văn Quyết không có gì anh em. Cố gắng nha. Thì chúng ta hãy cố gắng nhớ vào. Và lâu lâu mới làm được một con xe đấy. Khi gặp ban bận thì chúng ta ghi vào trong cái sổ luôn. Trong cái sổ đầu bài của chúng ta luôn. À hôm nay gặp con xe này tình trạng như thế này, đo kiểm như thế này. Và mình loại trừ cái này nó hư. Đúng không? Ngày mai có xe khác vào. Cứ tiếp tục như vậy. Chứ bây giờ trong vòng khoảng 1 năm thì chúng ta mới làm được một con xe. Nhưng chúng ta quên mất cái ban bật y xì một cái năm trước chúng ta làm như vậy. Chúng ta không nhớ. Thì chúng ta hãy ghi vào quyển sổ. Để rồi chúng ta lật ra ở cái dòng xe đấy hôm nay làm cái gì. Và 1 năm sau lại gặp lại nó. Chúng ta không nhớ mở ra. Được chưa? Mà nếu chúng ta có tư duy tốt, chúng ta lưu lại tốt vào trong cái bộ não của chúng ta, y xì một cái thẻ nhớ, thì chúng ta không cần phải ghi trong quyển sổ. Có hai cách để các bạn và anh em lựa chọn để mang lại thành công hơn trong cái nghề phun xăng điện tử FI này. Đúng rồi, nhớ là tốt. Đúng không ạ? Nhớ được là tốt. Không nhớ được thì ghi nha các anh. Rồi, Đi Tuấn xin chào Nguyễn Duy Lâm. Rồi, xin chào các anh nhiều. Chia sẻ. Rồi, thì bắt nguồn một cái xe mang vào báo lỗi R-1, R-2 trên tất cả dòng xe Yamaha. Đúng không ạ? Bật lên, mất phun xăng. Đúng rồi, không phun thì chúng ta để sẽ không bao giờ nổ. Đó là cái quy luật. Đúng chưa? Bấm cái OK. Đúng báo R-1, R-2 chưa? Đều bấm OK, easy nhóm học online luôn. Nếu không hiểu, mình sẽ thử lửa. Còn nếu hiểu R-1, R-2 cái này bật lên không có bơm này. Mình sẽ bật khóa này. Im ru này. Tắt này. Mở này. Rồi, đồng hồ báo R-1, R-2. Nó không nổ nhá, còn nó nổ là khác. Và vấn đề hôm nay là nó không nổ. Hãy chịu khó bấm OK easy trong một cái nhóm học. Hiểu bấm OK, đúng rồi. Trừ 1, trừ 2 không nổ. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đề đây, nó có bơm đâu mà nổ. Đấy, easy. Anh em cứ thử làm như vậy đi. Hôm nay mình trả vờ dạy cho một nhóm học online đang mô phẩm trong cái trang fanpage. Rồi, easy mình dạy cho một cái nhóm học online. Nhưng hôm nay mình đang mô phẩm cho anh em trong cái fanpage để anh em xem mình dạy có dễ hiểu hay là không. Online trong một cái nhóm thì đương nhiên nó sẽ đạt công suất 100%. Ở đây nó sẽ đạt là khoảng 90 đi. Đúng không ạ? 90/100 cũng được. Đấy, hãy chịu khó bấm. Xin chào người anh em Nguyễn Tuyên. Hôm nay em không học hả? Hôm nay thằng em trai lại không học, lại vào trong này xem fanpage. Rồi. Thì như thường lệ thế này thì tất cả các bạn và anh em của Điện Tuấn thì hãy di chuyển tới cục IC mở ra. Mở nhựa ra, cái này mình mơ nhựa rồi. Thì mình sẽ mô phẩm cho anh em. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ tắt cái công tắc máy đi. Rồi, rút chìa khóa ra ngoài luôn cho các bạn tự tin. Rồi, hiểu chưa? Ở đây là thực tế, mình dạy là thực tế chứ mình không có đánh ban. Hiểu chưa? Chứ không phải là tắt chìa khóa, mình bảo mở chìa khóa, tắt rút ra luôn. Rồi, chúng ta di chuyển tới cục IC.
nét căng. Rồi chúng ta dùng một cái bộ đồ nghề quen thuộc nhỏ nhoi, vừa xem vừa chia sẻ cảm thấy thấy hay, bởi vì hãy cho đi rồi sẽ lấy lại, đúng không ạ? Bởi vì nhiều anh em còn chưa hiểu thì chúng ta hãy chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ dùng cái kẹp này, chúng ta tiếp mát kiếm ở cái vị trí nào có mát. Rồi ở đây nhôm thử xem có mát không. Rồi tiếp mát ở đây. Rồi đặc biệt ở đây ấy, thì anh em học ở trong nhóm học online mình sẽ chỉ tất cả những 33 chân này hoạt động như thế nào. Thì ở đây tạm thời mình chỉ cho anh em hoạt động này, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, được chưa? Rồi số 6 này, cái là dương trực tiếp, sáng, được chưa? Sáng đây chưa đủ, có thể mo ve ở trong này, rút đi xây ra. Đó, đo đây chưa đủ, phải đo trong này, đếm tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bóng đèn có, lúc này trực tiếp luôn luôn có 12V nuôi vào chân số 6. Rồi, rồi loại trừ. Tiếp tục chúng ta đo sau cái chân số 6 là cái dây màu đỏ sọc trắng. Đấy, các bạn thử đếm đi. 6 thì các bạn đếm tiếp lại. Rồi 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rồi sau chân số 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dưới. Rồi chưa có điện áp thì lúc này, bởi sao các bạn và anh em chưa mở công tắc máy, chúng ta hãy di chuyển mở công tắc máy cắm vào luôn cho anh em xem luôn. Rồi giờ này mới mở lên, 12V sau khóa từ cầu chì chân số 17 nha. Còn anh em muốn tham gia khóa học online mình chỉ hết tất cả cái chân này hoạt động luôn. Rồi ok, tốt, được chưa? Tốt. Đó, tốt. Rồi thì lúc này chúng ta có 50% để quyết định rằng cục IC này hư. 50% quyết định cục IC này hư rồi. 50% còn lại để kiểm tra cho sự an toàn, để thay IC mới vào cho chất lượng, tiếp tục di chuyển tới cái bộ ba cảm biến. Rồi chân số 6 và chân số 10, 17, trước khóa và sau khóa luôn luôn có điện áp 12V, nó phải là 12V nhá. Đấy, đừng có đo 9V không được. Đúng không? Dùng bóng đèn thử, quen thì nhìn bóng đèn đây biết ngay, nó lu lu mờ mờ thì điện áp nó yếu, nó phải là căng đét. À, rồi bóng đèn sương mù, hãy nhìn bóng đèn để có cảm giác. Hoặc là sử dụng cái đồng hồ đo để chúng ta biết rằng điện áp là bao nhiêu vôn, nó luôn luôn phải là bằng điện áp ắc quy. Ok chưa? Ok, bấm ok nào cả nhà ơi. Y xì trong nhóm học, ok hiểu chân số 6 và chân số 17, trước khóa và sau khóa từ cầu chì, hiểu phải bấm ok. À, y xì trong bài giảng nhá, trong một cái nhóm học online kế tiếp, đúng không ạ? Bấm ok, nhớ bấm ok. Rồi thank you, ok hàng loạt đi ạ. Đúng không ạ? Nó phải lần lượt như vậy thì dạy các bạn mới hiểu. Đây số 6 ok nhá. Rồi số 17 ok thì các bạn sẽ không bao giờ thành công. Chậm chắc nhớ chân số 6 và 17. Đúng không ạ? Nếu không có tài liệu trong tay thì ghi vào trong quyển sổ như thế này. À, toán hôm nay nó dạy số 6 và 12V trực tiếp chẳng hạn như vậy. Đấy, 17, 12V sau khóa chẳng hạn như vậy. Đấy, ghi nó vào thì ắc các bạn sẽ không bao giờ gọi là lận lộn đi đâu hết. À, rồi, thank you. Rồi, thì lúc này chúng ta tiếp tục làm cái gì? Di chuyển tới cái bộ ba cảm biến. Thêm một lần nữa, tắt khóa điện đi.
an toàn, đúng không? Đi từng bước. Bắt đầu học mà chữ A, phải biết chữ A cái đã chứ. Chữ A chưa biết lại chạy chữ B thì có mất chết. Ôi, thank you. Hấp dẫn đúng không? Rút cái bộ A cảm biến ra một cái coi sao. Hết bài. Rồi thì những cái con cảm biến khác thì các bạn học online. Còn các bạn đã biết rồi thì thôi, hôm nay mình chỉ cho anh em cái dây quan trọng. Cầm bất kỳ một cái rắc này trên tay của các bạn và anh em thì hãy nhìn cái mũi cài. Đây. Quay lên trên. Đừng bao giờ như thế này. Đừng bao giờ như thế này cả. Hãy quay đối diện mình. Rồi, nó đang bị lè cam đúng không? Cho ba lát lên. Đấy, rồi. Cái dây màu xanh sọc đen này, chân số 1 ngoài cùng bên tay trái, nó sẽ là mát chung của bộ ba cảm biến này từ IC cấp cho nó. Tiếp tục cái dây màu xanh biển ở giữa, nó sẽ là điện áp 5V. Điện áp cố định 5V để nuôi cho bộ ba cảm biến nó. Thì chúng ta phải đo hai cái dây này có thông nhau không. Không được thông. Và cái dây màu xanh biển này đo ra mát sườn nó có thông hay không, tuyệt đối nó không được thông mát là tốt. Nếu nó bị thông mát thì chúng ta phải kiểm tra cái đường dây điện này nó chạy ở đây. Lâu lâu có thể nó chạm mát. Rồi, Novo này nó hay chạy ở dưới gầm này. Cái nhà sản xuất bó dây điện này luôn luôn nó để cái ô trống ở dưới này để cho thoát nước. Đấy, lâu ngày nó bị mò về thì chúng ta phải đo để loại trừ khi chúng ta cắm cục IC mới cho sự an toàn tuyệt đối cao. Bởi vì IC này mới nó gần 3 triệu, mua lại nó hơn 1 triệu, khá là đắt. Đấy, lỡ may làm chết thì đền nó oan. Tí nữa tiếp tục đo sạc luôn. Được chưa? Vấn đề sạc tí nữa hướng dẫn sau. Dùng cái đồng hồ. Đồng hồ này còn hiện tại ở trên Việt Nam, anh em thợ mình còn rất hạn chế, không biết sử dụng cái đồng hồ này ở thang đo nào. Chỉ biết là vôn. Bảo xoay chiều ở đâu anh em cũng không biết là xoay chiều. Đây. Đấy chưa? Đo xoay chiều anh em cũng không biết sử dụng cái đồng hồ này là xoay chiều ở đâu. Ở đây là DC, một chiều đo vôn này. 200mV sẽ là nhỏ. Đúng không ạ? Nó sẽ là, nó tính đi xì tiền chúng ta. 2V, 20V, 200V, 1000V. Hết. Đúng không ạ? 1000V khá là to. Thì chúng ta xoay chiều thì chúng ta phải đo vôn có dấu ngã. Gọi là em ngã thì anh phải nâng. Đấy. Chồng lỡ may ngã thì vợ phải nâng. Đừng để nó ngã chết lại đi lấy thằng khác. Đúng không? Cứ thấy con thằng chồng của mình nó yếu yếu rồi, nó ngã cho mày chết mày luôn, để tao đi lấy thằng khác. Ok. Đúng không ạ? Cuộc sống này vợ chồng phải là em ngã thì anh nâng, và anh ngã thì em nâng. Các bạn có thể để thang đo ở đây là vôn, có dấu ngã là xoay chiều. Các bạn nhìn lên cái đồng hồ. Nhìn lên đồng hồ thì các bạn phải thấy là AC. AC có thể là xoay chiều. Để chúng ta đo cái điện lưới ở nhà 380, 220. Thì chúng ta không biết là cái điện áp nó bao nhiêu, thì chúng ta phải để cái thang đo 750V. Tránh tình trạng giật chết và đồng thời hư hỏng cho đồng hồ. Đấy, ok. Rồi, nếu chúng ta đo những dòng xe máy ở những cái quận điện xoay chiều khi không có sạc, nó lên khoảng vài chục vôn cho tới 100V, thì 750V khá là lớn. Thì đồng hồ các bạn hãy xoay ở trạng thái 200V. Còn 20V này thì nó khá là nhỏ. 20V này các bạn đo quận ở bên mâm điện đi lên, nổ garanti không, có dòng 18-20V thì nó hư hại đồng hồ. Và có thể chỉ số này không hiển thị. Đấy, bởi vì các bạn để thang đo nấc quá nhỏ. Khi nổ garanti nhiều cái quận 3 pha, nó lại có 20-30V. Đấy, có nhiều dòng xe 10-mấy V. Thì anh em phải xoay ở trạng thái AC V. Đúng không ạ? Xoay chiều.
Ok. Vol size đúng không ạ? Mia. Mia là cực kỳ là nhỏ trong cái đơn vị của nó. Đó. Xong tiếp tục chúng ta hãy đo những trạng thái thông mạch và độ ôm. Đấy. Cuộc sống này chúng ta phải cần có ôm. Vợ chồng ngủ tối phải ôm nhau. Đừng có bảo ừ mẹ dạo yêu mày thấy còn đẹp tao chịu khó ôm, bữa nay mày đẻ tao 4 đứa con dạo này xấu không ôm. Chúng ta phải luôn luôn ôm, dù già dù sống tới 80 tuổi luôn luôn phải ôm. Còn cái da còn cái xương không, chúng ta luôn luôn là phải ôm. Đấy. Chúc cho anh chị hãy ôm nhau hết cuộc đời này, ôm nhiều hơn. Thì vấn đề bây giờ tiếp tục chúng ta đo điện áp. Thì bây giờ chúng ta không đo, chúng ta hãy đo thông mạch. Vợ chồng đôi khi phải thông mạch, kiểm tra đồng hồ trước khi đo. Thì nó phải là như vậy. Hôm nay tôi free cho các bạn về cái vấn đề đồng hồ luôn. Chia sẻ lên mọi người ơi. Rồi, thông mạch. Rồi, tiến tới chúng ta đo rơi ở giữa. Xem có thông ra bát không. Anh em nghe tiếng đồng hồ kêu bíp bíp là được rồi. Đúng không ạ? Không cần phải chú tâm nữa. Nó bíp là nó sẽ thông. Rồi, chúng ta có thể đo ra mắt khung, mắt sườn, mắt động cơ. Rồi, dây 5V này không chập, không chạm. Rồi, chúng ta sẽ đo với dây mát. Rồi, ok. Các bạn có thể mài cái đồng hồ cho hai cây nó nhỏ lại. Hoặc đồng thời lên trên mạng đi mua hai cái đồng hồ cho nó nhỏ lại. Đúng không ạ? Đừng có dí tè cái đầu này hết. Hoặc là nếu nó to quá có thể móc cái này ra. Đấy, dí nhẹ nhẹ thôi, không cái mồm thì nó lét. Rồi mở ra đo thực tế cho các bạn và anh em luôn. Rồi, điện áp 5V, dây mát. Rồi, hai dây này không thông mạch. Tốt. Rồi, ok. Rồi, và cái dây mát từ IC cấp nuôi cho bộ ba cảm biến, khi rút IC ra nó sẽ không thông. Được chưa? Là tốt. Khi mà rút IC ra rồi mà nó thông thì cái dây này nó đang dính với sườn thì không ốt, là không ổn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm IC vào. Ok. Rồi. Cắm IC vào thì lúc này tiếp tục chúng ta sẽ đo dây mát chung cảm biến ở dây số 1 ngoài cùng, đếm từ trái qua phải cái rắc cài này lên trên. Đó, nó sẽ thông. Khi mà gắn IC vào các bạn có quyền đo thông ra mát. Rút IC ra nó phải là không thông. Còn rút IC ra mà thông thì tiêu. Đó. Ô xì kê hiểu không? Thì lúc này chúng ta đã kiểm tra nguồn và mát đều tốt. Đấy, không bị chập, không bị chạm ra mát. Đấy, ok. Ok không? Ok, hãy bấm ok nếu hiểu. Còn có muốn hỏi câu hỏi gì thì hãy comment. Đúng không? Comment, chia sẻ để chúng ta có nhiều kiến thức hơn. Rồi từ bấy giờ mô phẩm cho anh em các kiểm tra IC và đồng thời cái bộ ba cảm biến này ở cái rắc, anh em có dễ hiểu không? Đến phút cuối thì anh em sẽ thấy nó chất lượng như thế nào. Ok không? Ừ. Rồi, thank you cả nhà nhiều. Được chưa? Rồi, mô phẩm ở đây không cần nhét ở trong này nữa, nó mất công. Ở đây coi như là bộ ba đi. Rồi, mất công chúng ta phải thò tay nhét. Nó đơn giản, ừ, chịu khó nhét vào đây luôn ấy. Đấy, chúng ta đang mô phẩm cái bộ ba bên ngoài. Rồi, ok. Rồi, lúc này các anh hãy đi thay IC. Không có chập chợn ở đâu nữa. Không thay IC, phải thay IC. Rồi. Bởi vì sao cái dây điện áp 5V săn biển, thứ nhất sợ nó chạm ra sườn các bạn, anh em biết cái không?
Bởi vì cái xe này km ấy, cái điện áp nó có 5V thì chúng ta phải tình trạng ở đây này, nó hay bị cạ ở đây này. Đấy, để chúng ta loại trừ này. Đấy, bởi vì cái dây km này nó có 5V, nhiều xe nó sẽ bị cạ vào sườn thì chúng ta phải đo như vậy. Nhiều lúc nó chạm ở đây. Chạm ở đây nó sẽ gây ra chết bộ, chết IC luôn. Đó, nên lúc nãy mình chỉ cho anh em đo, thứ nhất là kiểm tra xem nó có chạm mát hay không. Đấy, nó chạm thì các bạn phải kiểm tra trên này. Đấy, nó chạy thòng thòng lên đây này. Đó, đây sân biển này. Đấy, để nó nuôi cảm biến VS. Yamaha thì luôn luôn cái VS của nó có điện áp 5V. Và ngược lại với Honda thì luôn luôn là 12V. Honda 12V thì 6 khóa. Còn thằng này 5V điện áp thì đương nhiên chỉ có từ IC ra. Nếu điện áp 5V thì không thể nào có 6 khóa được. Thì anh em phải hiểu điều đấy. Bởi vì nguồn điện 6 khóa nó luôn luôn là 12V. Khi có sạc lên thì đương nhiên sẽ là 14,5V. Đấy. Còn 5V thì chúng ta chỉ biết rằng nó sẽ là từ IC ra. Đi ra một cái điện áp. Rồi, lúc này chúng ta sẽ đi thay một cục IC. Anh em chờ trong giây lát nha. Rồi. Đi thay IC, rút ra. Rồi, được chưa? Rút ra. Anh em có khó khăn gì về phun xăng điện tử online, cần tư vấn gì thiết bị máy chẩn đoán, vui lòng comment để số điện thoại bên dưới. Hoặc là có thể comment, mình sẽ trả lời anh em sau cái buổi live stream chia sẻ cái này. Rồi, IC mình bỏ đây luôn cho anh em thực tế này. Mất công bảo đổi trả, được chưa? Rồi, mình lấy tiếp tục một con nữa, con này cũng là con Jin luôn. Được mang ký hiệu 1DBO. Lê Phong, thank you em trai. Rồi, được chưa? Cục này mình tạm thời cắt đi nè. Bỏ trên này luôn. Đó, dạy như vậy nó mới gọi là ok. Mở khóa điện lên. Ai chà, lúc này lại có 3 mấy lỗi. 13, 15, 22. Ái ra, thay con IC mới này vào lại có lỗi. Đúng chưa? Cái này bị cái đồng hồ. Đồng hồ không nói. Rồi 14. Để mình chỉnh cái đồng hồ này. Cái đồng hồ này nó mình chưa xít ốc nha anh em. Mình chưa hàn mặt main ở trong này. Nó hơi bị lỗi trong này tí. Tự nhiên mình chưa hàn cái mặt main trong này. Nó bị chạm. Đó. Ok, có lỗi. Hoàng hạn ăn chay, trời, chỉ có mình ăn chay khen em thôi. Rồi, mình chưa hàn cái mệt trong này bởi vì mình đang đánh ban ở trong này nhá. Rồi ok, báo lỗi đi. 13, 15, 22. Rồi chúng ta để xem nổ không. Rồi, không nổ. Đúng chưa? Vẫn không nổ. Đó, đi mua IC mới rồi, hiện lên lỗi này. 13 này, 15, 22. Trời. Được chưa? Đó, 13, 15, 22. Rồi chúng ta lại đề này. Rồi, chúng ta thử nghe tiếng bơm xăng xem bơm không nào. Tắt khóa điện này. Lại vẫn mất bơm chết rồi. IC này chẳng lẽ nó bán cho mình IC chết à? Trời ơi, mới đi mua gần 2 triệu bạc về thì chúng ta phải làm sao? Đấy, tình trạng này luôn luôn xảy ra và luôn luôn đặt cho các bạn và anh em một câu hỏi như vậy. Rồi, thấy tay ga Đình Tuấn live stream nó hướng dẫn như vậy, mình bắt bận là chuẩn rồi. Đi mua IC mới, ông này ông bao mình sống. Bao mình sống mà tại sao mình về nhà lại lắp lên có 3 cái lỗi. 13, 15, 22. Cảm biến cắm rồi. Trời ơi, cảm biến đây không cắm rồi. Lúc nãy tôi bảo là anh em tôi cắm ở bên ngoài mà. Tôi mô phẩm cho anh em bên trong khỏi cần cắm rút ra rút vào.
Được chưa? Đó, cắm rồi. Ai bảo chưa cắm? Đó, hí hí, minh mẫn. Tham gia khóa học online đi. Mẹ, nó còn nhiều chương trình hay hấp dẫn phía sau. Cái này chỉ là cái mục tiêu nhỏ thôi. Mua máy có được tặng online suy nghĩ. Còn không mua máy thì chúng ta phải mất tiền. Uống cốc nước rồi đó cả nhà ơi, tệ quá. Rồi lúc này tiếp tục để một con xe để ban bận nó hẳn anh em thì vô số bàn ở đây đủ đồ chơi để hướng dẫn cho anh em, nó đều thực tế ở ngoài xã hội gặp phải, cái này mình gặp phải, mình đúc kết lại những cái con chết bất kỳ con gì mình để live stream hướng dẫn cho anh em. Thì hy vọng rằng anh em có đồ chơi này chết thì anh em hãy gửi cho mình, tặng cho mình lại live stream cho anh em, nó lại bổ ích, đúng không ạ? Không phải nó một bận đâu, nó hàng tỷ bận trên con xe full xăng này. Tắt khóa điện đi, rút ra. Thì nó như thế này, mình mô phỏng mình rút ra nó cũng như vậy, đúng chưa? Đó. Chắc chắn khi nào đó anh em sẽ gặp đó, mình đang mô phỏng ở trong này, mình rút ra mình gắm ở đây nó cũng như nhau. Bật công tắc máy lên. Rồi, ok. Tiếp tục di chuyển tới cái bộ ba cảm biến là cái rắc. Đấy. Còn nhiều lắm anh em ạ, à. Còn nhiều lắm, hôm nay mình chỉ anh em tới đây thôi. Đo điện áp một chiều 20V. Cho cam thấp xuống. Dạy anh em hoặc là mua máy tặng online không phải là dễ lấy tiền anh em đâu. Đình Tuấn còn khum lên khum xuống, chỉnh camera như thế này nè. Đó, đâu phải là lấy anh em 2-3 triệu dễ đâu. Đó. Có điện áp 5V. Được chưa? Lộn que đo này thì đồng hồ báo trừ chẳng quan trọng. Đó, 5V nó có điện áp 5V nhưng nó báo trừ, chẳng qua chúng ta cắm cái cọc nó sai thôi. Muốn thì chúng ta lại sửa lại. Năm vôn. Được chưa? Lúc này tiếp tục chúng ta kết luận là hư bộ ba cảm biến. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta lấy tô vít chúng ta xoáy ra, xe này chết cả IC, chết cả bộ ba luôn. Lấy cái lục ráp bông xoáy ra thay bộ ba khác. Đó thì mình mô phỏng cho anh em thay. Rồi con này chết, thay con đấy vào. Được chưa? Rồi xe của anh hiện tại là em bắt bận là chết bộ ba cảm biến và con IC luôn. Tiếp tục. Ok. Rồi chúng ta sẽ để. Nổ máy. Được chưa?
Và lúc này nổ máy được thì không được kéo ga. Lỡ may sạc hư, quá dòng chết tiếp IC. Tuyệt đối nổ được máy rồi, đừng có tự hào, vịn ga phình, tỏ ra vẻ ta bắt được bận này thành công. Thì lúc này các bạn và anh em hãy để ở trạng thái nổ được guarantee. Để chúng ta kiểm tra cái cục sạc. Cục sạc nó quá, lỡ may mà phê quá rịt một phát, xong lại đứt cáp, lại tiếp tục thay IC mới. Thì các bạn lại ăn cám trả vàng, đúng không? Rồi, bật cái nắp này lên cái đã. Đo sạc cái đó. Đấy, riêng cái dòng Yamaha này hư sạc hoặc là các bạn lắp cái gì tí nữa thì Tuấn sẽ trả lời. Phích một phát là con này hư ngay. Rồi, nổ máy tiếp. Đừng có lên ga vội. Đúng không ạ? Rồi, đo sạc. Dùng đồng hồ kế tiếp ở trạng thái DC-Vol 1 chiều, điện áp 1 chiều. Rồi, tôi sẽ tăng tốc tiếp tục cái camera lên cho nó nét. Bật ballad. Đâu phải là dễ lấy tiền anh em đâu. Đấy, tôi còn khum gãy lưng ấy. Chưa? Đo cọc nào cũng được, mà báo trừ thôi, chẳng có cần phải đổi que. Rồi, ok. Ngon lành cành đào. Tốt. Đó. Hoặc là gì, hoặc là chúng ta có cái bộ đo tuyệt vời như thế này. Nếu có tiền đầu tư cái bộ này thì dùng cái bộ này đo. Được chưa? Dùng cái bộ này đo, kéo cái bình ra. Đo xem. Ganti khá là lớn. Ủa, ganti to quá. Đang gặp vấn đề, xe này đang gặp ganti nữa. Ganti khá là lớn. Rồi, ok. Sạc của IA nó khác với Honda, đúng không ạ? Đấy, nên nhớ IA nó khác với Honda nha. Bình này mới, nó no điện rồi. Toát mồ hôi, không dám bật quạt đây nè. Quạt này tôi không dám bật đây nè, sợ nó ồn anh em này, thấy không? Thấy chưa, nó ồn không dám bật. Đó là cái phần muốn hướng dẫn cho tất cả anh em. Nhưng con xe này vẫn còn bận bởi vì ganti khá là to. Đây nè, nổ tí nó báo lỗi đây nè. Lỗi 37 đây nè. Đó, ganti nó lớn nè, thấy không? Đấy, đây nè, chưa hết bận đây nè. Thấy chưa, bởi vì ganti nó to. Đó, thay hết như thế này rồi nè. Đó. Đó. Rồi, thử cả hai bogey luôn chẳng hạn như vậy nè. Đó, thấy chưa, cả đống đồ vướng báo rồi. Ganti khá là lớn. Rồi, rắc ở đây vẫn còn ngon. Rồi, rắc IACV vẫn còn ngon. Báo lỗi tiếp. Cái này trên 200 người coi, tôi diễn nốt đêm nay cho các bạn. Còn không có, hẹn anh em ở trong nhóm học online. Đó, nó hành tới mức độ như vậy, anh em thấy chưa? Chết IC, chập bộ 3. Tiếp tục bây giờ lại tiếp tục ganti to, báo cái lỗi 37.
Nếu các bạn có nhà hứng đêm nay thì Tuấn làm tẹt kim đủ trên 200 người chơi ở cái bàn này kế tiếp. Đó là rất nhiều bàn đúng không? Từ bấy giờ khá là nhiều bàn. IC1, bộ 3 là 2. Bây giờ tiếp tục còn bàn này là một phát ICG luôn. Trên 200 người debo. Báo lỗi nữa nè. Đấy. Thấy chưa? Inbox cho em anh Thái ơi. Thái Vũ inbox cho em anh ơi. Bộ này test sạc 3 pha, test mát đầy đủ hết luôn nhá. Đây. Test mâm, test mát, test sạc, kiểm tra bình đủ các kiểu. Anh em nào cần comment. Cái gì anh Lê Văn Mạnh, ván ISC đâu phải dễ ăn như thế đâu anh. Chưa chắc. Cái này phải trên 200 người, không có để dành cho nhóm học. Thì hôm nay thì Tuấn đã chia sẻ các bạn là IC bộ 3 và kiểm tra hệ thống sạc và cách sử dụng đo đồng hồ ở trạng thái 1 chiều DC-V. Hơn 1 triệu anh ơi. Trần Vĩ ơi, Trần Mỹ hơn 1 triệu anh. Đó. Còn cái này các bạn phải chia sẻ trên 200 người chơi luôn các bạn này. Thấy chưa? Trên 200 người chơi luôn. Thì anh em chia sẻ. Đó. Cái gì nó cũng có cái cuộc chơi, có cái công bằng, có cái ra điều kiện. Thì ở đây ra điều kiện không phải là đêm nay các bạn và anh em mất tiền, mà anh em chỉ cần chia sẻ đủ trên 200 người coi, làm luôn cái bàn này luôn, hết về công suất của Novo. Kiểm tra CKB có luôn. Đây, kiểm tra CKB, kiểm tra VS luôn. Thế thì kiểm tra VS luôn. Đây, kiểm tra CKB, kiểm tra VS, kiểm tra nhông này luôn. Đó, cắm vào cái là kiểm tra ngay. Đấy, cho km này, giả lập km này nó lên luôn, dùng bộ này. Bộ này làm được hết, kiểm tra CKB, giả lập điện áp, cảm biến vân vân. Đánh lửa, bơm xăng, kích hoạt. Rồi, thì từ bấy giờ cái live stream này theo anh em có bổ ích hay không? Đó. Có bổ ích không ạ? Đó. Còn bộ này thì giả lập cho này, kích hoạt bơm xăng, đánh lửa, VS, kiểm tra nhông VS và giả lập tất cả cảm biến và đồng thời báo xăng, làm hết tất cả con này, CKB đủ các chủng loại. Đúng không ạ? Đầu tín hiệu đầu ra rất nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người. Cứ ok là được rồi. Nóng lắm anh em biết tại sao ở đây cái đèn này nó phả vào đây nóng lắm. Anh em thấy không? Không dám bật quạt to bởi vì ở đây nó toàn là ánh đèn. Đây này, mấy cái đèn này nó sọi vô này. Đây. Đúng không ạ? Để nó có ánh sáng như thế này để hướng dẫn cho các bạn và anh em thì Đình Tuấn trả một cái giá khá là đắt đấy. Không phải là dạy một đêm anh em lấy vài triệu anh em mà trong vòng 15 đêm mình sướng đâu. Nó y xì như vậy. Mà anh em biết chừng này xe thì mình phải cúi và nghiêng ngả, chỉnh sửa cam, thử test cam cho anh em ở trạng thái mình luôn luôn 24/24 nhìn vào cái màn hình điện thoại. Chứ không phải mình để cái điện thoại ở đây mà mình nhìn cái cục này không. Mình luôn luôn nhìn xuyên qua điện thoại. Bởi vì Đình Tuấn nhìn xuyên qua điện thoại cảm thấy cái này nó rõ thì anh em xem nó mới rõ được. Đúng không ạ? Không nó sẽ bị nhòa kem. Nhòa kem. Nhòa camera thì các bạn sẽ không bao giờ xem được. Kể cả cái đồng hồ này. Luôn luôn Tuấn phải nhìn xuyên qua cái điện thoại để nhìn được cái đồng hồ thì các bạn và anh em mới nhìn được nó. Để cho nó thẳng mục tiêu. Không thể nào nó đi lên như thế này được, đi lên xuống này được, hoặc là qua trái qua phải được. Còn 1 triệu nó có giá 1 triệu. Đúng không ạ? 1 triệu anh em được đào tạo những nơi nào mà để đào tạo hết cái dàn xe này mà để
livestream mà từ hệ thống khóa cho tới ban bận cho tới đồng hồ và cho tất cả linh kiện điện tử thì không có. Được chưa? Đó. Đấy anh em thử đếm cái dàn xe này bao nhiêu con. Vẫn còn nhà trên nhá. Đó. Ok. Đúng rồi, Nguyễn Hoàng chưa chắc bị cái van IACV. Đúng rồi, nhưng cái này để cho nhóm học online. Ai bảo cái van IACV? Chưa chắc thay cái van IACV đã chưa hết. Rất nhiều nguyên nhân. Rồi, xin phép tắt cái đèn đi anh em, nó nóng quá. Anh em thấy không, độ cái đèn này để rồi sọi cho anh em này, di chuyển này, thấy không? Đó, nó sáng này. Giấu anh em làm cái gì? Đó. Cái led này nó nét căng. Đó. Ok. Làm nghề này thì nó gọi là cực khổ ha. À, rồi ok, bây giờ thì ở trên Việt Nam chưa ai đổi smart tool lấy motor kỳ ken. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ vui lòng đổi bất kỳ máy gì nếu anh em lựa chọn. Cái này mình không khuyến khích anh em đổi, nhưng nếu anh em muốn đổi thiết bị này qua thiết bị khác thì ok, anh em cứ suy nghĩ. Vợ chồng bàn bạc với nhau bảo dạo này mình không thích dùng máy này mình đổi thì các bạn cứ comment. Hai anh em mình trao đổi một cái giá hợp tình hợp lý thì anh em mình đến với nhau trao đổi máy bù thêm tiền. Không hợp tình hợp lý, cảm thấy đắt hay là rẻ, chúng ta vẫn là anh em hết. Đó, vui vẻ để mà sống, bởi vì đồng tiền nó quan trọng cực kỳ trong cuộc sống này. Đừng để vì đồng tiền mà nó lại mất mát tình cảm, nó không hay. Anh em muốn đổi bất kỳ một thiết bị nào, vui lòng cứ liên hệ với Đình Tuấn. Cứ anh em mình cứ qua có lại, nó mới toại lòng nhau. Ở đây không ép ai cả. Chúng ta là người lớn, chúng ta có cửa hàng, chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta có tư duy, chúng ta luôn luôn phải đặt câu hỏi có nên hay là không. Đó, cuộc sống này nó là vậy. Thì chơi với Đình Tuấn hoặc Đình Tuấn chơi với các bạn, nó mới gọi là có cái sự bền lâu chắc. Chứ ở đây chúng ta không ai lợi dụng ai hết. Đó. Đấy. Thì các bạn cần tư vấn cái gì thì tư vấn. Còn nhóm học Đình Tuấn bảo tôi dạy cho anh em nó chừng này tiền, tôi tặng được anh em những cái này. Không bao giờ tôi giấu giếm từ phút này. Máy tôi bán tôi hỗ trợ anh em được cái gì, tôi tặng anh em được cái gì tôi nói luôn. Thì anh em cứ đi hỏi giá. Đấy. Ở đâu làm được tốt, mang lại cái niềm hạnh phúc, mang lại tay nghề cho anh em thành đạt để anh em kiếm đồng tiền thì anh em cứ phải lựa chọn. Đừng bao giờ để những cái đồng tiền rơi không đúng chỗ. Đó. Thì anh em phải luôn luôn phải suy nghĩ. Đừng để mất tiền oan, đừng để tiền rơi. Có nhiều lúc tôi cảm thấy đặt một cái câu hỏi, tôi làm như thế này thì nó mất công bằng, nó làm như thế này thì nó bão hòa. Bởi vì cái phun xăng điện tử tôi dạy thì nhiều người thấy tôi làm ăn được. Được. Bởi vì nhiều anh em tin tưởng, nhiều người dạy cái online này cũng mới ra phá giá ở tầm 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Thật sự tôi làm để một cái, để cái phun xăng điện tử này, FI này nó bão hòa, thì nhiều anh em đóng học phí của tôi khoảng tầm khoảng 3 triệu, hoặc là mua những cái máy này tôi tặng nhóm học online, thì gọi là sự mất công bằng cho nhiều anh em đấy, vừa bỏ tiền mà nó chưa lại vốn à. Còn tôi dư khả năng để dạy một cái khóa học bài bản chuyên môn cao hơn người ta, giá tiền bằng người ta hoặc là rẻ hơn người ta, nhưng tôi chưa làm một điều đấy. Tôi sợ nó bị bão hòa mất. Còn anh em cứ đặt cái câu hỏi, suy nghĩ đấy, tìm một cái bến đỗ cho riêng bản thân mình tin tưởng. Bởi vì ở Việt Nam này rất nhiều người đào tạo. Máy móc thì chỉ có một cái ông sản xuất ra, thì hàng trăm, hàng ngàn cái đại lý, hàng ngàn con cò, bất kỳ làm cái gì thời buổi này còn có cò có vạc hết. Đủ các loại máy chủng loại để bán. Đơn giản đi vào bệnh viện, đi vào bến xe cũng có cò. Chỉ cần một người ngơ ngơ ngác ngác vào cái bến xe miền Đông
Thì đương nhiên một thằng cò nó hỏi đi đâu? Về Bình Định. Nó dẫn theo. Thì lên xe mà các bạn không đưa nó 50.000 hoặc là 100.000 uống nước thì các bạn phải trả giá gì thì các bạn biết rồi. Thà chúng ta im, em đi xe người quen, ok, có rồi, thank you anh, thì lại là không sao. Cứ trả vờ ngơ ngơ ngác ngác ở một cái trang nhóm hoặc là một cái bến xe nào, lơ thơ, cò dẫn đi. Ê, ok, ta dắt mày lên xe sao, có đưa tiền cò. Đó là cái quy luật. Tính toán sống Sài Gòn không nhiều nhưng 10 năm chưa bao giờ thằng cò nào ở bến xe miền Đông hay bất kỳ thằng nào lượm được tiền thì toán. Sống xã hội là phải cần như thế. Như cái máy chẩn đoán này chỉ có một công ty bán nhưng rất nhiều cò. Một người đang lên cái hội bảo ăn tư vấn cho em mua cái sản phẩm gì thì hàng trăm ông tung các loại thể loại máy MST, Smartoon, Motoscan, Mocantab, mua đi rồi sẽ được gì. Hoặc là bán con máy sau ông này mẹ tặng cho cái này trị giá khoảng vài trăm triệu khoái. Rồi cái quan trọng các bạn, tặng các bạn và làm gì được cho các bạn ở cái cuối cùng khi các bạn cầm cái máy về, điều đó mới gọi là hạnh phúc. Còn trước mắt các bạn chẳng qua các bạn chỉ nhận được một cái áp bơm hoặc là một cái đồng hồ đo với trị giá khoảng vài trăm nghìn. Nhưng các bạn nhận được máy rồi, về nhà các bạn có khai thác được không? Dù các bạn khai thác được cái máy rồi, nhưng cái quan trọng phun xăng điện tử này có ai hướng cho các bạn đi không? Đấy, đúng không? Đó, my inbox. Với tôi lúc nào luôn luôn tư vấn cho anh em nhiệt tình, rất nhiệt tình. Còn không biết chúng ta có duyên với nhau hay không, điều đấy thì đương nhiên phải xem. Thì cảm ơn tất cả anh em hôm nay đã theo dõi cái buổi live stream ở trên cái fanpage mình dạy online là như thế. Nếu anh em nào chưa được học đấy thì mình dạy online như vậy. Thì cái clip này nó không được 100%, mình đã báo từ đầu rồi, nó sẽ đạt khoảng chất lượng 90%, còn xử lý cái lỗi 37 nữa là xe này kết thúc. Anh nói minh mẫn này, khóa học của anh dạy tới 3 triệu, anh tặng cho bộ tài liệu. Còn mua máy đọc lỗi tặng khuyến mãi luôn. Còn bây giờ tham gia khóa học sau này mua máy giảm cho 50%, trừ khóa học ra vậy 3 triệu giảm cho 1,5 triệu. Còn bây giờ mua máy giảm luôn, phải có hai cái lựa chọn. Ngày xưa thì các bạn mua máy thì Tuấn có bao giờ tặng online không? Chẳng qua bây giờ mới tặng. 2010 làm gì có. Đấy, 2010 thì không có. Rít điểm. Mua máy cũ các bạn muốn vào được khóa học thì phải 50%. Nhưng cái cuộc sống này các bạn làm cho Đình Tuấn có một cuộc sống nó thoải mái hơn. Và hiện tại cuộc sống của Đình Tuấn bây giờ nó khác. Không giàu nhưng có thể kinh doanh cái mảng này mảng kia có thu nhập. Thì Đình Tuấn mới làm điều đấy cho các bạn. Đó. Nói thẳng luôn cho anh em cứ đi đắn đo hỏi. Việt Nam hiện tại đang có rụng rạo khá là nhiều thầy để dạy online. Thì các bạn cứ tham khảo. Rồi, thằng Tuấn nghe nó bảo 3 triệu nó tặng cho bộ tài liệu mới tặng cái gì đấy. Bên mình có 2 triệu vướng được tặng bộ tài liệu thì có thể ok lựa chọn. Một là thêm 1 triệu học bên Tega Đình Tuấn. Hai là bớt được 1 triệu học ông thầy kia. Thì cái này các bạn phải có một cái đắn đo. Đấy, chứ ở đây mình nói tuẹt chứ không bao giờ phải lăn tăn. Thì đương nhiên thêm một người học thì Tuấn lại có tiền, thì các bạn có kiến thức, thế thôi. Còn không có, mua cái máy khoảng tầm 9 triệu mấy cũng được nhóm học online. Mà bây giờ có nhiều bạn kinh tế khó khăn, Tuấn hiểu, bây giờ trong túi có 4 triệu thì làm sao mua được cái máy 9,8 triệu. Nên các bạn cứ đóng học đi, sau tương lai tôi sẽ bớt cho 1,5 triệu. Đấy, bảo ok nhiệt tình, vừa rồi em đóng khóa học đấy khoảng bao nhiêu tiền, bây giờ em mua máy, anh nhớ vừa rồi anh live stream trên cái trang fanpage anh bảo bớt cho em 1,5 triệu, ok ngay, tôi nói là tôi làm. Đó là giá trị. Còn tôi giúp được cái gì, tôi giúp cho anh em, được chưa? (Cười)
Ấy ra Chinh Phạm này có chưa, tôi gửi tôi cái túi ngay để tôi gửi con Smartoon đi đấy. gửi tôi cái túi để tôi gửi con MT đi đấy. Mẹ MT đây chuẩn bị hết hạn rồi này. Tôi mà ôm hai con MT đấy tôi về tận Chinh Phạm luôn đấy. Máy biết đây chưa ôm được đây. Nay tôi mới đổi con máy này. Ủa ông này không đưa hộp cho tôi luôn. Ông đưa mỗi cái này cái máy. Thì bạn này chết tôi nữa rồi. Đây hôm nay ông này lại đổi Smartoon này. Đưa tôi con MT này. Cáp thiếu cả cáp. Tôi lại bù tiền cho anh em đấy. Tôi nói trắng non luôn cho anh em đổi cái máy. Tôi chẳng có lợi ngàn bạc nào. Nhiều lúc tôi còn mất cả tiền ship. Mẹ lỗ luôn. Mà anh em gọi tôi tư vấn khá là nhiều. Riêng cái con máy này tôi chẳng ăn cái gì cả, tôi tư vấn các bạn mẹ nhã nhựa. Ừ cái bản này bản mô Smartoon ra hàng tỷ bản. A, á, ớ, bờ, cờ đủ các kiểu. Mẹ loạn hết cả não. Đấy, đủ các loại. Cái máy. Đúng không ạ? Đủ các loại máy hết. Loạn hết cả não. Ấy thì không biết là Tuấn nói nhấn mạnh thêm một cái nữa này, hút điếu thuốc nói cho nó tỉnh táo này. Anh em thông cảm nha, hút ngồi đây một mình live stream biết làm gì, hút thuốc biết là nó độc. Nhưng đời thì Tuấn hiện tại chỉ có nghiện đàn bà mới nghiện thuốc. Còn riêng rượu bia để mời thì Tuấn để được một cốc rượu, cốc bia để uống vào cái họng này thì thật sự người đấy phải là quen biết. Không có dễ gì mà Tuấn ơi, uống cốc bia, uống cốc rượu mà để đổ vào mồm thì Tuấn được thì không có, bởi vì Tuấn rất ghét chi là bia và rượu. Đó là tình nghĩa anh em mới uống, bởi vì uống vào nó khá là đắng, mệt trong người. Đấy, còn một cái thuốc lá này, cái đàn bà bỏ nốt thuốc và bỏ nốt vợ là xong. Còn riêng rượu bia thì ghét cực kỳ. Mà đã uống với anh em rồi thì không bao giờ để say, đủ là ngừng. Ngày xưa còn nhỏ tuổi như thế không? Rượu bia mà ai ép thì Tuấn là mệt lắm. Là trong cái vụ nhậu đấy thì sẽ phải đánh nhau ngay. Thì nhiều người ngày xưa còn nhỏ người ta biết cái tính thôi. Nó uống đủ, nó ngừng. Chứ không phải là đi uống lo bia gặp lâu bạn bè thì ok mình ráng hết khả năng rồi. Vui thì công nhận vui. Nhưng uống nhiều quá nó ọi ra hết. Cần gì còn cái gì vui nữa. Các bạn cảm thấy thích tôi uống chừng đó hết cái khả năng của tôi. Không uống được cái nữa mà các bạn cứ khích của tôi, ép tôi thì cuối cùng tôi lại ói ra hết. Nó mệt tôi. Tôi ói ra các bạn vui à. Nên rồi rồi người ta sẽ hiểu. Ừ, tiểu lượng nó chỉ có thế thôi. Và nhấn mạnh này, cái clip này chia sẻ với các bạn, nó chỉ là một cái phần nhỏ trong khoa học online. Chứ không phải hôm nay tôi live stream trên cái fanpage này, tôi cố gắng tôi diễn có một cái màn kịch tuyệt hảo để rồi trong nhóm học online của tôi thì nó lại càng tệ bấy nhiêu. Ở đây tôi nói càng hay bao nhiêu, tôi like càng chuẩn bao nhiêu, tôi dạy càng hay bấy nhiêu thì nhóm học nó càng tệ bao nhiêu. Thì không bao giờ phải là tôi trên cái Facebook này. Thì anh em cứ tự tin. Hai cái cách để chúng ta chọn 3 triệu hoặc là mua máy tặng nhóm học online. Dù máy cũ hay là máy mới tôi tặng hết. Dù cái máy cũ tôi bán huề vốn, tôi bảo huề vốn. Cái máy cũ tôi bảo tôi bán lỗ, tôi bán lỗ. Bởi vì tôi bán lỗ thì các bạn cũng chẳng bao giờ cho tôi 50.000. Tôi nói thật. Tôi bảo cái này cái lời thì tôi cũng chẳng cho các bạn cũng chẳng cho tôi. Tôi nói thật. Còn cái máy tôi bảo bán anh em, máy cũ, tri ân anh em, máy này mình lời 700.000, coi như anh em tham gia khóa học. Tôi nói luôn, chẳng bao giờ phải đắn đo. Đấy, tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, 5 cái máy Motoscan vừa rồi tôi bán lỗ. Thì đương nhiên lời chỗ nọ phải lỗ chỗ kia. Cuộc sống này chẳng bao giờ mẹ cứ muốn chiến thắng cả, chẳng bao giờ thua cả. Thì không bao giờ có. Còn những cái máy này tôi bảo tôi thu vào chừng đó tiền, bây giờ anh em bán tôi 700. Coi như tôi mời anh em vào nhóm học. Thế thôi, chẳng có gì phải giấu nhau cả. Với tôi là thế. Còn kể cả bây giờ nhiều người thầy trong tay có ôm khoảng chục tỷ, 20 tỷ. Tôi chẳng có tỷ nào, tôi vẫn như vậy cả. Thế thôi.
Thì anh em hiểu tính tôi là được. Tôi rất mong anh em phải hiểu tính tôi. Tôi nó thật, chẳng có cái mẹ gì phải giấu cả. Biết cái gì nói cái đấy. Còn tôi nhấn mạnh luôn cái phu sang nghìn từ này không thể có đủ khả năng để hàn tôi vào lúc này. Đấy. Riêng những cái tầm mà phun sang điện tử này để tôi bắt bận thì không thể đủ khả năng để hàn. Anh em cứ yên tâm ở điều đấy. Bởi vì cửa hàng tôi nó đủ đồ chơi thì không cho phép có phun sang điện tử đấy hàn. Kể cả bộ nồi không cho phép hàn phút này. Rồi bây giờ anh em có đặt câu hỏi gì, muốn hỏi cái gì, máy móc cần tư vấn gì, cần hỏi cái gì, học bao nhiêu tiền nữa, trả lời luôn. Và kế tiếp mình đang cố gắng sắp xếp thời gian đi Hà Nội dạy một khóa. Nhưng thật sự bây giờ đi Hà Nội dạy một khóa nó phải mất 20 ngày. Đấy. Bây giờ lại có người đấy, anh em nhiều anh em bảo ra Hà Nội dạy thêm một khóa nữa trong năm nay từ đây đến cuối năm. Nhưng thật sự bây giờ cả đi cả về mất phải 20 ngày. Bay mất 2 ngày rồi đấy. Bay ra phải nghỉ ngơi, giao lưu mất ngày, về mất ngày nữa 2 ngày. Để dạy xong chẳng lẽ không đi giao lưu với anh em nữa, mất 20 ngày phút này. Nó rất khó khăn. Đang tính toán đấy. Thì PGM FI Scopy này thì mang thương hiệu rồi, thì đâu cần học cái gì. Đấy thì Tuấn nói thôi, Tuấn cảm ơn PGM FI Scotter. Đúng không? Đấy. Anh này anh có cái Facebook là PGM FI Scotter. Thì tôi cũng cố gắng dịch và đọc ra. Tiếng Anh thì tôi không giỏi, bởi vì tôi học lớp mấy tôi nghỉ rồi. Lớp 8 tôi nghỉ mất tiêu rồi. Thì làm sao tôi giỏi được. Thì dạy bây giờ đang dịch lắm. Tôi rất sợ ở vấn đề dịch. Và tôi phải đi 20 ngày thì nó quá là xa xôi với công việc hiện tại. Thật sự để đi 20 ngày để tôi kiếm khoảng hơn 100 triệu thì đương nhiên số tiền nó khá là lớn. Đúng. Tôi về ra Hà Nội thì đương nhiên phải đủ số lượng học, phải trên 150 người, trên 150 triệu thì tôi mới chạy. Trong vòng 20 ngày tôi kiếm 150 triệu thì đương nhiên số tiền này khá là lớn. Nhưng tôi phải chi tiêu hoặc là làm cái gì đấy. Nó luôn luôn có sự đánh đổi. Đó. Phải di chuyển tất cả những thiết bị máy, mô hình. Và đợt này linh kiện điện tử IC phải đóng từng thùng thùng để gói lại vào cái mô hình. Một lần rời đi hết mấy triệu tiền đồ shipper. Rồi các bạn và anh em có hỏi gì nữa không? 21:15 có hỏi gì không nhỉ? Tuấn không có gì cả. Chỉ biết là những cái biết ban bận này chia sẻ anh em thôi. Không có giỏi quá làng túc cầu ngàn xe máy này gì cả. Chỉ biết làm sao mình một ngày mình nói hay hơn, nói không bị vấp, chia sẻ làm sao để cho anh em thợ mình xử lý nó nhanh, không cần phải đắn đo. Còn để muốn con IC để hoạt động như nào, chức năng của 33 chân, 39 chân thì mời các bạn trong nhóm học online. Đo sống chết kiểm tra thử bao nhiêu chân hoạt động thì mời các bạn trong nhóm học. Bất kỳ một con IC nào, cứ miễn sao nó là phun sang điện tử, những cái dòng xe hack đổ lại thì nó nằm ở trong vòng tay hết. Hay là hộp SU hay là khóa smart key. Đấy, nó tóm gọn như vậy. Rồi thì không có anh em nào hỏi đúng không? Có anh em nào hỏi thắc mắc gì về máy, về móc gì nữa không? Đấy, hôm nay là chia sẻ chứ không có bưng máy. Một triệu chín anh ơi. Trần Mỹ. Hoàng Hạnh, Hoàng Hạnh, em cho anh hỏi làm sao mà học lớp 8 mà nói hay thế. Tối nào em cũng đi tắm, em đứng lên cái gương nhà em nói luôn.
Vợ bảo thằng này bị điên, vợ sắp bỏ em luôn rồi. Thì bây giờ mất Galanti, lúc nãy em đang bảo là anh em ấy, đủ hơn 200 người thì em phá nốt cái ban 37, phịch một phát chết luôn. Mất Galanti anh em hiểu tại sao không? Bởi vì lâu ngày nó đóng khói bụi bẩn vào trong cái van, thì ở trong nó có cái lỗ, có cái tu, thì gió thiếu gió thì Galanti nhỏ. Thì nhiều lúc anh em mở ra vệ sinh sạch sẽ, anh em lắp vào thì đương nhiên nó bị òa, hoặc là đồng thời nó báo lỗi 37 hoặc đồng thời 79 đó. Thì nhiều cái dòng xe Noza, Glander hoặc là Noza nhỏ có cái van điện tử hoặc là Novo thì anh em hãy chịu khó tỉ mỉ lắp. Lưu Thắng vợ bỏ thì Nhật sang đón luôn. Em có biết làm cái gì đâu mà Nhật sang đón anh. Ở Việt Nam bây giờ có anh em nào thuê em tháng 15 triệu không? Em làm cho một năm 15 triệu, có cửa hàng nào thuê người không? Em cứ ăn xong đứng ra làm quản lý cái cửa hàng đấy và em hót. Được chưa? Tuấn Gốc ở ngoài Bắc hiện tại đang định cư sinh sống ở Bình Định anh em ơi. Gần sân bay Phú Cát, Quy Nhơn, Bình Định. Và gần ga Diêu Trì ở Bình Định. Đấy. Hoàng Hạnh Thanh Hóa chào đón. Bây giờ lại có mức lương 15 triệu. 15 mà nhân lên cho một năm sẽ là 150 triệu, trong vòng 2 tháng nữa là 12 tháng, là nó rơi vào 180 triệu trên một năm. Nếu mà năm nào có năm nhuần nữa thì nó rơi vào 13 tháng thì sẽ là 195 triệu. Trời ơi, 195 triệu em làm cho anh 10 năm sẽ là hơn 1 tỷ. Quá tuyệt vời còn gì nữa. Đấy, cảm ơn anh trai nhiều. Trần Mỹ 15 triệu được không anh? Lại có một người trên giá 15,5 triệu. À, 5 triệu để cho Đình Tuấn hút thuốc. Một ngày là hút gói Sài Gòn cho là 12 ngàn. Không có tiền hút 3 số thì 12 ngàn. Đúng rồi, 500 nghìn hút đủ thuốc trong vòng 1 tháng. Tuấn ở Hà Tây anh em ơi. Hà Tây cũ, Thạch Thất Hà Tây nhá. Thạch Thất Hà Tây 15 triệu 500 rồi. Chắc tí nữa lên 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 lên, lên cái 16 triệu. Ôi chú cha, bao ăn luôn, bao ăn bèo nhất thì một tháng là phải rớt vào bao nhiêu nhỉ? Cho một ngày, một tháng, một ngày 60.000 đi, bèo nhất có mà 60.000. Ủa, tháng 2 triệu tiền ăn nữa rơi vào gần 20 triệu. Nói thật nè, tôi nói cho anh em nghe này, anh em đừng có loạn quạng, tôi đang nói thật. Anh em đưa mức giá tôi làm đấy, lúc đấy là thì anh em lại bảo ừ, mình lỡ miệng nói. Minh Uy rút lại câu nói đấy, vẫn còn muộn, vẫn còn kịp. 18 triệu ở Sơn La. Lỡ may ngày mai tôi bảo ok ký tôi cái hợp đồng cho vòng 2 năm, em dám ký không? Qua phòng công chứng đóng một cái mộc giáp lai, ba biên lai, à ba ba tờ công chứng. Tôi giữ một tờ, em giữ một tờ, phòng chứng giữ một tờ, em có dám làm không? Ok. Chịu chơi thế nhở? Hối hận lại không kịp đấy. Em thì mất gốc rồi anh Hoàng Hạnh ạ. À, bởi vì em ở ba nơi: Bắc, Lâm Đồng, xong em lại di chuyển lên Sài Gòn, em ở cả 10 năm. Tiếp tục em lại ra miền Trung này từ 2020, bây giờ tiếp tục là 11 năm em định cư ở đây luôn. Bởi vì con cái vợ con ở đây, đất đai ở đây là hiện tại có thể là em định cư ở đây luôn. Đấy. Em tính bán hết tài sản ra Hà Nội, em mua chung cư nhỏ nhỏ tầm khoảng 2 tỷ, em mở cái trung tâm sửa chữa xe máy
mà sợ nó thất bại, quay về thì mặt mũi không để đâu. Tính là ra Hà Nội bắt con cá lớn. Đấy là bán hết tài sản, cái cửa hàng này thì rời đi. Đấy, hai vợ chồng coi cái chung cư nào ngoài Dương Nội ấy. Để mua cái khoảng 2 tỷ. Còn ít là thuê cái mặt bằng. Cửa hàng mang ra ngoài đấy làm mà sợ thất bại nên thôi. Ở nhà bán đồ, dạy online, làm cái việc nó nhỏ nhỏ. Em tính ra Hà Nội có Vespa, SH nhiều. Ở đây thì lại không có Vespa và SH. Đấy. Nguyễn Hoàng: ô cho em Novo 56 nhiều lắm, mất Galanti hòa ga 3779 nên em không sợ nó đâu. Ok anh Nguyễn Hoàng, ăn giỏi mà. Rồi, chúc ăn luôn luôn thành công, làm riết nó quen mà ăn. Thì cuộc sống này chúng ta cần phải cái đôi tay để chúng ta sờ, để chúng ta có cảm nhận thì chúng ta mới có thành công trong cuộc sống này. Làm nhiều, hiểu, lưu ý lại sẽ có kết quả tốt. Trần Quang Thái: thành công quá rồi. Hà Nội sửa xe tệ lắm, tùy anh em ạ. Đấy, ở đâu cũng vậy thôi. Tùy, thì mình mong rằng những anh em hãy chịu khó, đừng có trẹt. Đấy, nhiều anh em hay trẹt, chết đi xe nó nhiều. Đấy, ở đâu cũng vậy, có thợ giỏi, thợ yếu. Chẳng qua những thành phố lớn thì anh em gặp được nhiều xe thì chúng ta có nhiều để chúng ta quẹt. Còn bây giờ ở quê, bây giờ nhiều người không có xe, lấy đâu quẹt, nó ít chết. Rồi, xin chào anh trai Lý Thanh Ly. Lý Thanh Ly, anh không có dấu thì em chỉ biết đọc là Lý Thanh Ly, đúng không ạ? Và chẳng thấy anh em hỏi câu hỏi gì, chúng ta có muốn truy cập máy móc có gì hỏi, mà khi hỏi máy nhiều thế mà. Hôm nay không thấy ông này hỏi máy này máy kia tư vấn làm sao nhỉ? Thì anh em hãy kết bạn vào tay Facebook Tega Đình Tuấn, hoặc là nó nhiều quá rồi. Hoặc có thể anh em truy cập vào fanpage để anh em đăng ký và theo dõi. Hoặc anh em truy cập vào Facebook Tuấn Thành Đạt. Anh em hãy gửi kết bạn, Đình Tuấn sẽ kết bạn. Bởi vì Facebook Tega Đình Tuấn nó khá là nhiều người, mình phải xóa bớt liên tục. Thì hiện tại Facebook Tuấn Thần Đạt đang trống, thì rất mong anh em hãy truy cập vào. Có nhiều lúc bài đăng mình làm cái gì mình luôn luôn khán thể, thì anh em xem những được clip hay. Hy vọng rằng nó không được đặc sắc, không được nhiều điều hay thú vị, nhưng mang lại cho nhiều nhiều cảm giác, có thể thay đổi tư duy trong cuộc sống này. Hãy thoải mái cuộc đời này lên, luôn luôn tươi cười để cho cuộc đời nó thăng hoa. Luôn luôn có nụ cười, cứ mãi thoải. Cứ tưởng vừa rồi mụn nó mọc là nó nát hết cái mặt, hên trời cho anh em không bị rỗ. Vừa rồi đấy, cái mùa Covid ấy, không biết nó bị cái gì, nó phát ban gì anh em thấy không? Mụn, xì mù. Cứ tưởng là cái mặt này nó như một cái ổ gà, hoặc là một cái bãi thăm ma chẳng hạn như vậy. Nhưng cuối cùng may mắn, ông trời lại ban cho mụn nhiều vậy, không để lại thẹo khá nhiều. May mắn có cái nước da, nó không bị thẹo. À, anh Tuấn, đến khi nào MST nâng cấp mở tour xe điện từ thì không biết. Ôi giời, cái đó phải chờ tới công ty. Nguyễn Hoàng: ăn thích không? Em để ăn một con à? Riêng ăn đấy, anh ủng hộ em nhiều. Đây, em tặng quà cho anh này. Ngày mai em đi tới 4 máy luôn cơ, Hồ Chí Minh này. Em giấu anh em làm cái gì? Đây, xin phép che anh em số điện thoại này. Thấy không? Đấy, cái này Hồ Chí Minh này. Tất cả nó sẽ là cái bàn gì? R hết, thấy không? Đó, R hết, cọc hết này. Thấy chưa?
Đấy, quận 4 nha. Bản R này. Mai em đi tới 4 con máy cơ. Để em đang chờ phần mềm để em hoàn thiện nốt cho nó. Ngày mai đi hai bản R, một bản S và một bản F. Số lượng máy này trung bình một tháng thì Tuấn có thể giờ cao điểm bán tên khoảng 3 đến 40 con máy. Còn bình thường khoảng 20 con. Rồi thì không có anh em hỏi câu hỏi gì đây, Motocan mình cũng thu lại này. Đấy, mình thu lại mình lại bán anh em này, vừa rồi mình bán lỗ. Còn cái đợt này thì mình thu cho anh em thì đương nhiên mình phải có lợi nhuận tí bù cái đám trước. Đây. Được chưa? Đấy, mình mới thu về được 3 con này. Đợt trước, đó là cái đợt trước Covid. 5 cái máy mình mới bán cho 5 anh em đấy mình lỗ. Bởi vì cái máy đó, đợt đó mình mua từ 10 triệu trên 10 triệu một con. Dạo đấy Motosiken đang làm 16 triệu 800. Mấy con Motobox 6 triệu 8 một bộ đó là hơn 20 triệu. Hiện tại này Motocan thì tặng bốc nó rẻ. Thì bây giờ nó phải có giá rẻ. Đấy, còn 5 cái máy đợt vừa trước bán là phải lỗ. Tặng anh em nhóm học online. Mình mới về 3 con này. Đùa anh em làm gì? Mới về sáng nay này. Thấy chưa? Đây. Cáp yết đầy đủ cho anh em. Con này thì nó bền châu bò, anh em nào chỉ có đọc thông số và làm key thì dùng nó. Sau này có điều kiện mua lại con bốc khoảng vài triệu nữa là xong. Đó, đùa anh em làm gì? Con này mình thu rẻ, mình bán rẻ. Con này nó hơi bị rách cái bàn phím này tí, dán lại là xong. Còn thay bàn phím này 500. Rồi, bàn phím này lột ra thay. Đấy, còn cái này anh em có con tem dán lại là xong. Cái này dính keo nhá. Hộp đồ còn ngon, đấy, cáp đồ đầy đủ, Smoky. Chắc mới cụ này chắc chưa khui luôn, Smoky nhiều cáp này, nhiều các cụ chắc chưa khui. Đây là biết rồi. Cái này chưa thấy hàn chì, hàn yếc gì, mới có chui chì không, chưa khui. Về nhà làm mấy cây. Đây, chưa anh em nào khui luôn. Chúng ta làm được cái này thành công, chúng ta phải làm cái cáp như thế này. Thì đó mới gọi là người thợ. Đây, phải làm được như thế này. Đó, làm kim. Sáu cái kim. À, có ít CKB mới về này anh em nhé. Anh em nào còn lấy thì lấy nhá. Có 20 con thôi. Đây. Anh em là có lấy thì lên toa nhé, mỗi người con hai con nhé. Thế cái này ok, mai mình test xe nữa là ok, mình bao anh em này. 3 vấu lắp chung 4 vấu này, 20 con. Đây này, mới về được hơn 20 con này. Anh em có muốn học online không? Hay là Đình Tuấn bán đít luôn? Đây, cáp đầy đủ hết mà anh em có thiếu cái gì đâu. Còn thay bàn phím này 500 nghìn. Trên 500 ngàn thì Tuấn tặng cho cái máy. Cái bàn phím này có 500 nghìn thôi nếu về nhà muốn thay. Không có làm con tem dán lên. Cái tem cửa hàng mình á, như thế này này. In cái logo này để quảng cáo thương hiệu dán vào xe. Đây. Chúng ta tốt nhất hãy chịu khó in những cái logo này và làm móc khóa. Khách hàng vào bảo dưỡng nhiều thì tặng cho cái móc khóa và đồng thời dán con tem logo này lên xe người ta in hoặc đồng thời ở cái chắn bùn đằng sau. Đấy, bảo anh chị ơi, em dán cho anh chị cái tem này, có gì anh chị trục trặc cái gì thì gọi cho em số điện thoại. Đấy, được chưa? Đấy, đừng có tự ý là dán lên xe người ta. Nhiều người người ta không thích dán tem. À anh chị ơi, có thể cho em dán cái tem này lên xe của chị được không? Đấy, thứ nhất là cũng là quảng cáo thương hiệu cho em luôn. Thứ hai là có nhu cầu chị cứ gọi em số điện thoại này và cái địa chỉ em ở đây. Đấy, và nếu khách hàng làm nhiều thì tặng cho người ta cái móc khóa.
Đấy, ok. Rồi anh em nào lấy thì ok, dán tem vào. Cái này còn bình thường hết. Mai mình trà keo ra ok mà. Này dính keo. Chưa nguyên comment vài triệu để cho anh em. Còn anh em nào muốn ok thì đương nhiên thêm cho mình chút xíu tiền nữa. Tặng anh em bộ tài liệu và nhóm mạo online. Mình mới về được ba con đấy. Rõ anh em làm gì? Thích thì ngày mai cái túi này mình giặt cái sạch ngay. Chẳng qua anh em để nó bụi bặm, cáp đồ đầy đủ hết này. Máy nào ra máy đó cáp đầy đủ hết. Đây. Cáp nguồn này, cáp kết nối DC này, đầy đủ hết. Bền bỉ về nhà đọc full tất cả key thông số. Rồi, có ít CKB này, anh em nào có ủng hộ thì ủng hộ, giá nó rẻ này, về nhà cắt rắc nối vào. Nè. Nhiều cái rắc không trùng ấy, anh em cắt 6 sợi điện, nối lại bọc gen cuốn bằng keo lại là xong. 3 vấu lắp tất cả cho 4 vấu, bao anh em là ok. Mình test trên xe Vision và đồng thời xe Avalanche 4 vấu cho anh em. Rồi, ba máy này mình mua rẻ, mình bán rẻ cho anh em nào học online thì ok, liên hệ với Đình Tuấn, đúng không? Mình bù lỗ lại năm cái máy kia, rõ ràng làm ăn phải có lời. Đó, mình hỗ trợ anh em khác đổi máy thì anh em để cho mình kiếm một chút xíu. Đó là quy luật làm ăn. Còn anh em mua máy đâu phải là chúng ta chia tay nhau, chúng ta còn ở bên nhau dài dài. Nhiều lúc ở cái này đọc không được, alo thì Tuấn hỗ trợ thế thôi. Còn anh em nào ok nữa, thôi tặng bộ tài liệu. Mời tham gia khóa học vào ngày 28 tháng 10. Rồi anh em nào có hỏi gì nữa không? Đó. Có hỏi thì cứ comment. Cứ comment. Rồi các bạn này 8 triệu rưỡi thì không làm được key nha. 9 triệu 8 thì mới làm được summon key. Đấy, sau này có tiền để mua con motobox nữa, về nhà hiệu chỉnh AF làm nó để kiếm tiền, phân tích dữ liệu, xóa lỗi, làm smart key kiếm tiền. Sau này mua thêm con motobox khoảng vài triệu nữa, kết nối với nó hai con xong kiếm một bit để hiệu chỉnh AF. Còn anh em có nhu cầu đổi máy, các máy tư vấn gì cứ vui lòng liên hệ với Đi Tuấn. Anh Nguyễn Nhật có học online không? Đấy, còn anh em nào học online rồi thì ok, không học nữa thì giá ok. Bởi vì ba con máy này em về giá ok để anh em ok, còn online nữa ok, giá hơn 9 triệu tặng online. Bù lỗ cho năm máy trước, đó là học online ba bộ tài liệu. Cho anh em công bằng với nhau. Cáp yếc đầy đủ. Đây có ông nào ông làm con máy này thì cực kỳ là bền. Không biết ở trên này có anh em nào xem like không? Ông ma ông in cái này luôn. Rồi ông lấy dây rút ông rút luôn. Cái này gọi là cái mã cáp thôi. Ăn này kỹ cực kỳ luôn. Cái này không cần thiết, cái này sẽ bẹt. Cái này chẳng qua là cái mã cáp của nó để kết nối để đọc thông số tất cả những dòng xe. Dây nguồn, dây mát và dây calai. Ba dây này chủ đạo. Ăn này ăn ấy để luôn cả cái mác này luôn. Cáp. Đấy, cáp mang ký hiệu MT0001 DLC ghê không? Ồ, đây nữa này. Anh in cái này không bao giờ dắt. Rồi anh bấm lỗ luôn. Để anh không bao giờ cắm lỗ. Còn anh em nào quen rồi thì cắt bỏ cho nó khỏi vướng. Ghê không? Lần đầu tiên Tuấn mua được cái máy mà nhiều anh em ký như mức độ này. Bởi vì cái giấy này nó hay bị dắt. Rồi, anh em đi ép dẻo luôn. Bứt hai cái lỗ. Siết hai cái vào đây luôn. Thì con này sẽ chênh lệch nhau, con này mình sẽ trừ hao rẻ hơn cho con này khá là nhiều. Và cái bàn phím này mình bất công mình khỏi thay, nó chỉ có 500 nghìn thôi. Không có nhiều. Đấy, nhưng mình bớt hơn con kia. Được chưa? Con này hơn 7 đồng nha.
hơn 7 đồng một chút, hơn 7 đồng mình mới bán được. Kiếm bát phở đúng không ạ, kiếm lon nước uống rồi. Cáp thì như nhau, chẳng qua chân lật nhau cái bàn phím thế thôi. Còn cái này thì nó bền cực kỳ, chết màn hình mai mốt thay khoảng 500, khá là bền nha. Bột nó dài, móc đồ đầy đủ cho các bạn, móc treo. Cái này treo lên gắp ga, treo lên gương để đồng thời đang nạp phần mềm hoặc là đọc lỗi hoặc là thêm thông số để cho khách hàng biết rằng chúng ta đang đọc. Rồi, thắc mắc cái gì anh em cứ đặt lại comment. Đấy, mình công bố giá thôi. Cái con này anh em nào ủng hộ thì ủng hộ được, không có thì anh em cứ tham khảo. Còn khóa học online nó sẽ khác hơn một tí, rõ ràng đó trong cái quy luật. Rồi hai con này thì đương nhiên nó cũng tương tự như nhau. Ok, khác nhau một cái bàn phím, tất cả hộp nhất nó còn nguyên kiện, hàng này thì nó bền, bởi vì nó ra lâu đời rồi, bao nhiêu năm nay rồi, motorcycle thì có lâu đời rồi. Đó, như nhau ba con. Hay là thích cái con cửa hàng mình thì thích, mình mới bóc tem này. Đây con này cửa hàng mới bóc cái tem, cái tem hôm nay thằng kia làm trời mất bóc ra chưa kịp dán. Đây con này cửa hàng, thích con nào cũng vậy. Chưa Vũ Phát ơi, chưa. Hiệu chỉnh AF thôi. Đây con này cửa hàng, mai dán lại cái tem. Anh em là thích thì bơi luôn. Đấy, tung vào là xong. Đây kia, con cam con bóc ở trong cửa hàng mình đây. Mình nói xạo anh em làm gì cái tem hôm nay. Thằng cu nó mới bóc ra, nó dính 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 thôi, mình lột. Đây. Còn không có thì mình lại lấy con này. Anh em nào mua con kia thì mình lại để con này, lại có gì đâu, mình lại dán cái tem lên. Đấy, còn anh em nào muốn ok muốn rẻ cái này mai mình lấy ấy, mình ấy ra cái này do dán keo để nó bịt lại để nó di chuyển đấy, nó sợ va đập màn hình ấy. Soi cho anh em trắng đấy, như nhau này. Dán con tem lên đây nữa rồi bấm. Ở quên mất mình lắp lại cái này đã, không phải rơi mất cái bộ ba cảm biến này. Con vít chụp. Sao lại không vô nhỉ? Rồi, chúc tất cả anh em của tôi tay này thành công. Móng tay dài quá chưa kịp cắt luôn. Đấy, cố gắng. Rồi nó nát rồi nó lại đẹp, đẹp rồi nó lại nát, cái quy luật là vậy. Đúng không ạ? Nó luôn luôn tồn tại. Nó chai rồi nó lại đẹp, đẹp rồi nó lại chai. Không làm thì nó lại đẹp, mà làm rồi nó lại chai. Thế thôi. Rồi xin chào, chúc tất cả anh em buổi tối nay vui vẻ, tràn đầy niềm vui hạnh phúc trong cái cuộc sống này. Luôn luôn thành công và đẹp hơn nữa. Hãy mơ và ước những cái điều mà chúng ta chưa làm được trong tương lai. Chúc tất cả anh em gần đây, gần rất gần chúng ta sẽ đạt được những cái gì như mơ. Đó. Hãy như mơ. Cuộc đời này luôn luôn nở mỉm cười với tất cả anh em thợ của chúng ta. Hãy chịu khó sống có tâm, sống đúng với lương tâm mình, chẳng có lừa đảo ai, thì ắt thành công sẽ đến với chúng ta một ngày gần đây. Khi mà thời đến thì các bạn làm không trễ. Tuy tiền không phải là bao nhiêu, nhưng cho chúng ta có một cái cuộc sống nó dễ, nhanh đi lên rất nhiều. Rồi hẹn tất cả anh em 30 người, tới phút này là 30 người tham gia khóa học online, kể cả mua máy và đồng thời đăng ký khóa học không mua máy, 30 anh em.
Có thể tình hình này từ đây cho tới ngày 28 có thể lên tới 40 anh em. Đúng không ạ? Phút này lên 30 người, trên 30 người, 31 người rồi. Ngày mai những anh em tiếp tục ủng hộ máy thì nó sẽ lên, và đồng thời anh em đăng ký khóa học, nó sẽ lên khóa học này 40 người. 40 người hẹn anh em vào đêm 28 tháng 10 vào lúc 19 giờ 30 phút hàng đêm. Đúng không ạ? Từ 19 giờ 30 cho tới 22 giờ đêm. Đúng rồi, thời đến thì cản không nổi. Rồi, cảm ơn quý anh em nhiều. Xin chào. Bye bye nha. Xin chào. Chào nhau. Bây giờ cũng là giờ này để về nhà nghỉ ngơi đẹp, đúng không? Hôm nay livestream sớm. Thì cái này nó ngang ngửa với cái giờ học online trong nhóm rồi. Giờ học online trong nhóm giờ này cũng sắp kết thúc, bởi vì nó rơi vào khoảng 1 giờ 54 phút. Thì may lắm nhóm học online có thể nó kéo dài khoảng 20 phút nữa thôi. Bởi vì nhiều lúc một đêm giảng khoảng 2 tiếng hoặc là hơn 2 tiếng. Giảng liên tục như vậy không có nghỉ nữa. Đấy, bữa nay dạy online là cứ như vậy, như nhóm trước, không có nghỉ giải lao. Dạy đít phim. Rồi, xin chào, hết nước rồi. Nước này nước lọc nha các bạn, chứ không phải nước không độ. Nước không độ uống vào đêm nay không ngủ được, tới 3 giờ mới ngủ được cơ. Bởi vì Tuấn uống nước trà không có quen.